Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên đề Trung pháo cấp tấn trung binh đối bình phong mã, bình pháo đuổi xe. Đây là một thế trận tạo ra tình huống hai bên đối công rất căng thẳng và bên tiên cũng thường giữ được thế chủ động. Tuy nhiên bên hậu cũng có nhiều cơ hội chơi phản đòn rất lợi hại. Sau đây là diễn biến của thế trận này. Bên tiên đi pháo 2 bình 5. Hậu đáp trả bằng mã 8 tấn 7, mã 2 tấn 3, chốt 7 tấn 1, xe 1 bình 2, xe 9 bình 8, xe 2 tấn 6, mã 2 tấn 3, chốt 7 tấn 1. Hai bên vừa dàn trận theo khai cuộc trung pháo quá hà xa, tấn thất binh đối bình phong mã. Đây là một trong những khai cuộc phổ biến ở các giải cờ tướng và được đông đảo các danh thủ sử dụng. Tiếp theo diễn biến của thế trận này như sau. Bên hậu đi pháo 8 bình 9. Bên tiên đáp trả bằng xe 2 bình 3. Pháo 9 thoái 1, chốt 5 tấn 1, pháo 9 bình 7, xe 3 bình 4, sĩ 4 tấn 5, chốt 5 tấn 1. Tới đây thì hai bên đã cơ bản hoàn thành khai cuộc trung pháo cấp tấn trung binh đối bình phong mã, bình pháo đuổi xe. Phân tích và ván đấu, chúng ta thấy bên tiên liên tục đưa tốt đầu tràn tới tấn công gấp. Điều đó cho thấy bên tiên quyết định mở đợt tấn công từ trung lộ rất hung hãn. Để đáp trả đợt tấn công từ bên tiên, bên hậu, tới đây có các phương án lựa chọn như sau. Phương án thứ nhất là chốt 5 tấn 1. Dùng chốt để tiêu diệt chốt đầu của đối phương. Phương án thứ hai là tượng 3 tấn 5 củng cố trung lộ. Phương án thứ ba là chốt 7 tấn 1. Chúng ta xét phương án đầu tiên, đó là phương án chốt 5 tấn 1. Vào những năm 1960 thì các danh thủ đã thử nghiệm phương án chốt 5 tấn 1 và diễn biến của phương án này như sau. Bên hậu đi chốt 5 tấn 1 ăn chốt của đối phương. Bên tiên đi mã 3 tấn 5. Tượng 3 tấn 5. Pháo 5 tấn 3. Chốt 7 tấn 1. Pháo 8 bình 4. Với lúc pháo 8 bình 4 dọa đánh sĩ đáy bắt một trong hai xe và sau đó tiếp tục triển khai xe mã bên canh trái. Như vậy thế trận của bên tiên vững vàng, trung pháo mạnh và chiếm ưu thế. Do đó các danh thủ đã thử nghiệm phương án tượng 3 tấn 5 để củng cố trung lộ. Với lối chơi phòng thủ chắc chắn, bên hậu cũng có nhiều biến hóa phức tạp và diễn biến của phương án này như sau. Tượng 3 tấn 5, chốt 5 bình 6, mã 7 tấn 8, xe 4 tấn 2, pháo 7 tấn 2, mã 3 tấn 5, mã 8 tấn 7. Mã 8 tấn 7. Pháo 2 thoái 1. Xe 4 thoái 2. Pháo 7 thoái 2. Chốt 6 tấn 1.
mã 7 thoái 5. Pháo 5 Penai. Pháo 7 tân 8. Sĩ 4 tân 5. Chốt 5 tân 1. Với diễn biến như trên thì ưu thế thuộc về bên tiên. Tuy nhiên, với các danh thủ thích chơi đối công, tạo ra các biến hóa phức tạp, thường chọn phương án thứ 3, đó là phương án chốt 7 tấn 1. Và diễn biến của phương án này như sau. Chốt 7 tấn 1. Mã 3 tấn 5. Chốt 7 tấn 1. Mã 5 tấn 6. Mã 7 tấn 8. C4 bình 3. Mã 8 thoái 7. C3 bình 4. C8 tân 8. Mã 8 tân 7. Với diễn biến của phương án này thì hai bên cân bằng và đối công kịch liệt. Từ đầu video tới giờ là phần trình bày căn bản của khai cuộc. Trung pháo cấp tân trung binh đối bình phong mã bình pháo đổi xe. Xin mời các bạn xem tiếp video phần 2 để nghiên cứu về các ván đấu thực chiến trong thế trận này giữa các danh thủ. Xin chào và hẹn gặp lại.